Ông bà ta ngày xưa hình thành nên một câu là te tua sơ mướp. Nói đến sơ mướp thì là nó là một cái gì đó bỏ đi, vứt đi rồi. Mình phải làm sao đó cho nó từ một cái tầm thường mà nó trở nên giá trị và người ta trầm trồ. Quả mướp này làm cái rửa chén, bát và tắm rửa rất là nhiều. Đó là cái hình ảnh nó quen thuộc rồi. Thì mình thấy rõ ràng rằng là cái chất liệu sơ mướp này tốt và có thể làm được ra những cái sản phẩm khác nhau. Lúc đó thì cái giá trị của sơ mướp nó mới đứng đúng cái vị trí của nó. Sơ mướp nó độc đáo một điều đó, tức rằng là tự nhiên thì nó có những cái sợi nó đang xen giống như là một cái tấm vải mình dệt vậy đó. Nhưng mà cái dệt này là dệt của đấng tạo hóa dệt nên, cho nên là nó rất là chắc chắn. Cái thứ hai rằng là nó không bị mối mọt. Cái thứ ba nữa rằng là nó rất là dễ chế tác. Nó dễ làm theo ý của mình lắm, cho nên nó là một trong những nguyên liệu mà theo mình nghĩ rằng là nó có thể sử dụng để thay thế cho những cái vật liệu khác. Một cái quả mướp thì nó sẽ có hai cái phần. Cái phần thịt ngoài mình gọi là vỏ, phần ở trong nó gọi là lõi. Thì mình sẽ tách hai phần đó riêng ra. Sau đó thì phần lõi mình làm việc khác, còn phần vỏ ở ngoài mình sẽ cán mỏng nó ra. Tùy vào cái quả mướp, quả to thì nó sẽ ra được cái tấm to, quả nhỏ thì nó ra tấm nhỏ. Sau đó mình sẽ chọn lọc tấm nào, sơ nào, làm loại gì. Thì lúc đó bắt đầu mình mới biến nó trở thành cái sản phẩm. Thực sự mà nói là nó rất là khó, vì là mình tiên phong. Nó không có những cái để mình tham chiếu, tham khảo. Tất cả mọi thứ mình đều phải nghĩ cách. Ví dụ như là máy móc thì cũng phải nghĩ. Rồi cách thức làm sao để nhuộm màu cho nó ăn mình cũng phải nghĩ. Xong rồi làm sao để định hình nó được, rồi biến nó thành nguyên liệu, làm cho nó trở thành một cái sản phẩm. Thì tất cả đều phải suy nghĩ hết trơn. Nó không có sẵn. Khó khăn lớn nhất là người ta không biết sơ mướp là gì. Giống như mình đi vào một khu rừng chưa có con đường. Con đường đó thì mình phải đi và mình phải mở ra. Thì đương nhiên là nó sẽ khó khăn. Sau khi mình đi rồi, có con đường rồi thì những người đi sau sẽ đi một cách rất là dễ dàng. Cho tới bây giờ vẫn phải đang tập, vẫn phải đang hướng dẫn, vẫn phải đang nỗ lực để cho mọi người biết và sử dụng sơ mướp. Mình có thể thấy một cái ví sơ mướp, ô đẹp quá. Không mua. Hỏi ô tại sao vậy? Tại vì không biết xài nó bền không. Rồi ví dụ như rửa chén bát, tại sao lại phải thay đổi? Trong khi tôi có thể sử dụng cái miếng mút tôi rửa mà. Sơ mướp này mỗi lần muốn mua phải đi lên mạng đặt, cửa hàng thì không có. Đó là một trong những cái khó. Chỉ có những người mà họ sẵn sàng trải nghiệm một cái gì đó mới, một cái gì đó độc đáo đẹp, họ mới sẵn sàng chi một cái khoản tiền để mà họ mua sản phẩm đó. Đó là niềm tin mà. Muốn họ tin mình thì mình phải làm thiệt. Từ những miếng sơ mướp ban đầu, anh Nhân đã cho ra đời đa dạng các loại sản phẩm thuộc 5 dòng có mục đích sử dụng khác nhau. Đồ trang trí nội thất, đồ chăm sóc da, sản phẩm thời trang, quà lưu niệm và đồ gia dụng. Mỗi sản phẩm lại có vẻ đẹp riêng, tính ứng dụng cao nhưng vẫn không mất đi chất mộc mạc, giản dị của loại nguyên liệu độc đáo này. Mong muốn mình là người Việt Nam, mình có một cái thương hiệu của Việt Nam, tức là sản xuất tại Việt Nam, nguyên liệu của Việt Nam.